Tu xong chúng ta ngồi nói chuyện chút xíu. Ai mà quý vị có công việc thì quý vị cứ nghỉ tự nhiên không sao. Này giống như đại gia đình cứ ngồi tâm sự suốt, nhắc nhở nhau quý vị. Còn ai bận thì cứ lo việc thôi, không bắt buộc ai đúng không mình. Tu xong rồi tâm sự mỏng chút xíu. Nhưng Đức từng nói một câu rằng nhắm được mục tiêu, chọn một pháp tu, hành trì cả đời nhất định thành tựu. Nên mỗi một câu Phật hiệu mình niệm ngày hôm nay và mỗi một lễ Phật của mình ngày hôm nay và hiện tại, hiện giờ mình đang tu tập, là nó hình thành cho mình sự thành công giảng sanh của một ngày nào đó. Nhớ kỹ nghe. Giống như người xưa đã nói một câu, mỗi ngày giống như luyện binh như vậy, siêng năng rèn luyện, đến lúc mà ra trận là thành công. Còn nếu như mỗi ngày mà mình giải đãi bê tha, giống như lười biếng thì thua. Nhớ kỹ, sự thành công không thể nào đặt vào ngay người làm biếng được. Như lúc trước những đứa ở trong chùa thì cũng đâu biết gì đâu, quảng chúng cũng từ siêng năng gần gũi con người mà hình thành ra thành công như quảng chúng. Phương pháp tu thì cũng siêng năng gầy dựng mà hình thành phương pháp tu. Nên sự thành công của con người phải từ siêng năng. Nên mỗi một niệm Phật mình niệm và mỗi một lễ Phật mình lễ, mình phải gầy dựng cho cái ngày mai thành công. Vậy thì quý vị tu nó không có ngán đâu. Nhưng Đức bây giờ có được thời gian tu, nhưng Đức mới thấy nếu như cái đà những Đức như lúc trước á, mà có khoảng thời gian những Đức đi nấu ăn là không lên chánh điện tu luôn quý vị. Những Đức nghĩ rằng những Đức có thể tu phước trong cõi đời này, tu phước tu duyên lớn. Nhưng về cái chuyện niệm Phật giảng sanh chắc là những Đức rớt là chắc chắn luôn. Tại vì sao? Vì phiên người ta niệm Phật mà mình không có niệm Phật quý vị ơi. Rồi thời gian mà công việc nhiều quá là bỏ bấm số luôn nghe. Bỏ bấm số niệm Phật luôn á, không giỡn đâu. Đi nấu ăn nè, đi lo đi nhắc nhở người ta mà mình không có tu, mình không có niệm Phật lễ Phật quý vị. Nó thấy không? Nhưng mà mình có tâm quyết niệm Phật lễ Phật nghe. Bây giờ nè mới có được nè. Thời gian mỗi ngày tu rồi bấm số niệm Phật. Dù là ở trong một ngôi nhà nho nhỏ mấy anh em, nhưng mà tu ngày bốn thờ rồi bấm số niệm Phật, quy tắc rõ ràng luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà bây giờ mình mới nhìn thấy là nếu như cái đà mà như lúc trước hoài luôn, chắc mình giáng sanh Tây Ninh. Khó. Tại vì sao? Mình không có dụng công tu quý vị. Nó bây giờ mà những đức nói quý vị, ở ngoài mà mình chúng ta mà bây giờ được tu tập gì là có phước lắm đó. Có khi chồng đi làm mà hộ trì cho mình tu là quý vị cảm ơn đã lắm đó, thấy không? Mỗi lần mà ổng đi làm về á, vì bước ra vì chắp tay nó chào Bồ Tát. Cảm ơn Bồ Tát, Bồ Tát đã giúp tôi tu, Bồ Tát đi làm này làm kia để mà lo việc này việc nọ cho tôi yên tâm tôi tu, tôi cảm ơn Bồ Tát. Nên sau này tôi mà giáng sanh thì cực lạc tôi không có quên Bồ Tát đâu. Thấy không? Họ lo việc này việc kia, họ đi kiếm tiền, họ lo gia đình, nhưng mà mình được tu. Có khi cuối cuộc đời mình để giáng sanh còn họ không giáng sanh đó quý vị. Họ lo cho một gia đình, họ không giáng sanh như lúc trước những đức á, lo cho đại chúng tu, mà những đức không tu thì những đức không thể giáng sanh. Nó vì nhớ kỹ nên mình cảm ơn người ta. Nên mỗi lần mà ông chồng hay gì đó, hay bà vợ gì đó mà đi làm mà để cho mình tu đó nghe, mình có thời gian tu đó, nên mình phải chắp tay mình cảm ơn người ta, mình nói cảm ơn Bồ Tát đó. Rồi người ta đi làm mà lỡ người ta về mà người ta bực bội khó chịu đi, quý vị lại vuốt ve nói ơi Bồ Tát đừng bực bội nghe. Bồ Tát đừng sân si nghe, tại vì mình tu nên cái tâm mình nó sẽ thoải mái hơn, nó an lạc hơn. Thật sự 100% quý vị, ví dụ công tu là quý vị nhìn cái gì cũng đẹp cũng tốt chứ á.
Còn cái mà làm việc mỗi ngày là nó dễ sân si lắm quý vị ơi. Nó sân si rất nhiều, quý vị thử đi. Ví dụ như ngày thứ bảy chủ nhật mình nghỉ thì mình tu cả ngày 4 thời, quý vị thử đi. Vì cái nghĩa là cái tâm trạng bị thả lỏng nhẹ nhàng vì tu ngày 4 thời đi. Bởi vì sẽ thấy cả ngày đó vì sẽ an lạc thoải mái lắm luôn. Ăn cái gì cũng thấy ngon dữ lắm. Vì thấy nó thoải mái lắm, vì nhìn ai thấy cũng đẹp chứ. Nhưng mà cái bữa đi làm á nha, có đi làm bởi vì mà quên có vật hiệu, vì đi làm vì sẽ dễ sân si á, nên mình á, được cái thời gian người ta hộ trì cho mình tu, lỡ người ta sân si gì mình lỡ mình vuốt veo nữa. Bồ Tát, Bồ Tát Bồ Tát đừng có sân si nữa nghe. Bồ Tát mình lỡ mình dùng cái năng lượng của mình để soi dịu dùm cho người ta, thấy không? Nó nên á, cái câu vật hiệu này rất là hay, nhưng mà mình phải á, áp dụng, mà mình phải làm sao tiêu hóa được á. Là tiêu hóa chỗ nào? Là khi mình niệm Phật là chữ giác, nên cái lúc mà mê dùng cái chữ giác này nó xoa dịu được, nó quá dài. Có người mình nó giác mê, giác mê, giác mê, giác mê, nó cứ làm hoài vậy đó, nó không phải giác hoài đâu quý vị. Nó có lúc thì giác ngộ, có lúc thì nó mê hoặc điên đảo, nó cứ làm gì hoài đó. Nên mình càng đeo đẳng có vật hiệu này, mình càng dụng công có vật hiệu này hoài. Nên cái ý niệm cuối cùng là quan trọng đó quý vị. Tại vì sao mỗi ngày mình gầy dựng nó quá mạnh với ý niệm A Di Đà Phật. Nên khi cuối cuộc đời mình cái ý niệm A Di Đà Phật này nó phát triển mạnh. Và khi cái ý niệm A Di Đà Phật này nó phát triển mạnh thì mình thành công con đường giáng sanh. Còn nếu như mà cái cuối cuộc đời mà ý niệm A Di Đà Phật này yếu hơn cái những thứ khác là mình thất bại. Tại cái giáng sanh nó chỉ có một niệm thôi. Một niệm quyết định cho cuộc đời tu mình luôn. Chỉ có một niệm quyết định cho cuộc đời tu của mình. Nếu như mà mình mỗi ngày mà quyết định có Phật hiệu này mà ý niệm này nó không cực kỳ mạnh là cuối cùng mình chắc chắn bị những ý niệm về 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 ngũ dục lục trần nó kéo, chắc chắn luôn thất bại. Chúng ta sống trong cuộc đời này đối với ngũ dục lục trần thì con người không đá đổ được, nhưng mà cái ý niệm niệm Phật phải mạnh hơn ngũ dục lục trần. Ý niệm niệm Phật phải mạnh hơn, nếu không mạnh hơn là mình thất bại liền, chắc chắn quý vị luôn. Đó, đa phần con người chúng ta là bị cái ngũ dục lục trần nó buộc và chúng ta bị nó lôi kéo, và có những người chúng ta chấp nhận hy sinh, hy sinh vì cái ngũ dục lục trần và chấp nhận dù khổ đau đọa lạc chúng ta cũng có thể dính vào nó và chấp nhận chịu. Thật sự bây giờ mình biết tu mình mới hiểu ra được là cái ý niệm ngày xưa mình sai. Khi mình chưa tu quý vị thấy ý niệm mình ngày xưa bên vợ hoặc bên chồng với gia đình như thế không, tâm niệm mình nói mình sẽ hy sinh, mình chấp nhận hy sinh hết luôn. Mình hy sinh và mình lo cho gia đình mình, dù mình có tạo cái nghiệp chướng này, mình có đọa lạc mình cũng chấp nhận chịu. Mình hy sinh vì người mình thương yêu, mình hy sinh với họ tất cả luôn. Dù bản thân của mình có chịu cái quả báo gì, bị cái gì mình cũng chấp nhận chịu đựng hết luôn. Ngày xưa mình chưa có ý niệm giảng sanh mạnh, mình không hiểu được cái việc mà khi đọa vào tam đồ ác đạo nó rất khó được thân người, thì bản thân của mình nhất định mình sẽ dám hy sinh, lao theo cái hy sinh trong cái tình cảm. Nhưng mà nó không đơn giản như mình nghĩ đâu quý vị ơi. Phật nói mà thân người khó được, Phật pháp khó gặp mà. Thân người thì rất là khó được mà Phật pháp rất là khó gặp. Mà mình nếu hy sinh vào cái tình cảm đó mà mình đời này không giải thoát đó, không biết vô lượng kiếp nào mình mới có cơ hội mà có được thân người và gặp Phật pháp. Mà mình biết chừng nào mình có cơ hội mà mình ngồi được như vậy để mà mình nghe nhắc nhở những điều tu hành để hướng giải thoát. Tuy là nói tình cảm nó rất nặng nề nhưng mà thật sự tam đồ ác đạo nó ghê lắm quý vị ơi, đáng sợ lắm. Nên mình phải về cực lạc đó mình mới thương yêu họ thật sự. Khi mình về cực lạc thì mình mới thả cái dây câu xuống, mình câu họ lên được. Chứ mình mà nó thật sự mắm lẽ mình ở trong tam đồ ác đạo thì mình cũng câu họ xuống tam đồ ác đạo à. Mình ở cõi trời thì mình chưa chắc mình giúp họ lên cõi trời. Mình ở con người mình chưa chắc mình giúp họ lên cõi người. Tại vì trong trong lục đạo luân hồi thì mê. Hiểu chưa? Trong lục đạo luân hồi thì mê, đa phần là mê. Quý vị coi như cõi trời thì đỡ sự đấu đá. Nhưng cõi người thì đấu đá nhiều, nhưng tam đồ ác đạo thì quán hẳn. Thấy không? Nên từ nơi đó mà cái sợi dây của nghiệp quả nó ghịch mình đến những cái điểm nghiệp quả lôi kéo nhau. Chỉ có thế giới cực lạc mới thật sự hóa giải nghiệp. Nên mình về thế giới cực lạc là mình đủ trí tuệ và biết họ là thân bằng quyến thuộc, vợ hay chồng, con gì, gia đình, thân bằng quyến thuộc lúc nào và đủ duyên lúc nào để mình giúp đỡ họ. Nên về thế giới cực lạc là thật sự người có trí tuệ. Thật sự nó không có mê hoặc chút nào cả, không có mê hoặc. Nên mỗi ngày mình dụng công tu, mình đừng có làm biếng nha. Lên lễ Phật thờ, tu thờ đừng có làm biếng nha quý vị. Tu làm sao vì an lạc, vì thích là quý vị thấy có kết quả. Còn lên tu mà kiểu làm biếng, trong giờ tu cho mau hết 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 giờ tu, gán tu gượng
Thì tu này không đạt. Tu làm sao mà thèm tu? Mà muốn thèm tu là phải cảm giác được có vật hiệu thù thắng. Muốn thèm tu là phải cảm giác có vật hiệu thù thắng. Vì có vật hiệu nó giải mã những cái rắc rối trong cõi đời này, nó giải mã những cái thứ trong nội tâm này nè quý vị. Có vật hiệu nó giải mã đó. Câu vật hiệu là viên thuốc giải, giải tất cả những sự rắc rối trong tâm mình đó. Nếu như bị tin 100% là có vật hiệu có thể giải được. Những đức nói với vị nghe, nếu như những đức mà không có nhận thức có vật hiệu này sâu sắc trong thời điểm này, những đức rớt chắc chắn khi bước chân ra đời là bảo đảm với vị bị trần cảnh lôi kéo liền. Thời điểm này chùa chúng ta một lượng người trẻ đi ra ngoài đa phần bị dính vô trần cảnh và bỏ tu, phần nhiều luôn, mười hết bảy, ghê không? Nên mỗi ngày không gầy dựng có vật hiệu này mạnh thì bước ra rớt liền. Nói cái chuyện mà ăn chay ăn mặn thôi, họ vừa về nhà họ là gia đình bắt họ ăn mặn liền. Họ đã tập sự ăn chay 7-8 năm nhưng họ bước ra ngoài đời là họ đi ăn mặn liền trong khoảng thời gian 3-4 ngày. Ghê chưa? Đừng nói chuyện đơn giản ha quý vị. Nên mình may mắn mình gặp một con người nó có tâm quyết, nó dẫn dắt mình còn giữ được cái tâm đó. Chứ nếu như mình về nhà mình mà không tu, cái lực của con người mà người ta không tu mạnh quá, nó dẫn mình đi luôn, kéo mình đi luôn. Nên mỗi ngày mà mình bê tha là vì đụng chặn là rớt, đụng chặn là rớt liền. Ngày thường ngày bê tha đụng chặn là rớt. Nên mình đụng chặn mà mình không rớt là do mình mỗi ngày phải gầy dựng đó quý vị. Chứ nếu không là đụng chặn mình rớt chắc luôn. Nên những đức nói trong cái thời điểm này mà tuổi trẻ trong chùa mình đi một loạt rất đông, đa phần rớt hết. Mười là hết 7-8 luôn. Nó thật sự giữ là không được đó. Nó nên từ nơi đó những đức nói rằng những đức có đụng cái cỡ nào những đức cũng phải phải duy trì cái tâm tu. Tại vì mình nếu mình bỏ tu là mình mất tất cả quý vị. Bỏ tu là mất tất cả rồi. Những đức mà bỏ tu những đức đâu có còn cái tình cảm với đại gia đình này nữa đâu quý vị. Xa rồi. Mình mà bỏ tu là mình xa nhau rồi quý vị ơi, là quý vị không thể nào mà được ngồi chung nhau gì đâu. Bây giờ những đức có làm lỗi gì quý vị cũng tha thứ được nếu như những đức vẫn còn cái tâm tu và gầy dựng và hướng dẫn vị tu. Nhưng nếu những đức mà không còn cái tâm tu là những đức chắc chắn quý vị sẽ bỏ những đức liền. Chúng ta sẽ xa nhau. Chắc chắn luôn, không thể nào mà được ngồi chung với nhau như vậy. Nghe, phải gặp sự khảo đảo nghe. Nhưng tuyệt đối đừng bỏ câu vật hiệu nghe. Nó đừng có bỏ câu vật hiệu. Nên có cái cô này cổ ăn chay mà chồng của cái đem đồ mặn đưa cô ăn hoài, mà ông này ông thương năn nỉ nói em ăn miếng đi, ăn ăn miếng đi, quyết định không ăn là ăn, không ăn là không ăn. Thấy chưa, cái tâm quyết mạnh như vậy đó, từ từ vậy mà chuyển hóa ông ăn chay luôn. Hay chưa, nó chuyển hóa ông chay luôn. Nếu mà bà yếu là ông chuyển hóa bà ăn mặn, nhưng mà bà quá mạnh cuối cùng bà chuyển hóa ông ăn chay. Nên mình trong một gia đình mình tu, nghe quý vị tu vậy mỗi ngày, cái những người ta không hiểu á, ta đi qua lại ta thấy vị tu ta tưởng nó bị mê tín khùng quá trận. Ta tưởng nó mình khùng quá trận, nó không biết mỗi ngày niệm Phật lễ Phật chi mà cực chứ, ăn chay cực chứ. Vậy đó mà khi gặp sự cố gì bị bình tĩnh, bị khuyên, bị giúp người ta. Vậy đó mà người ta lại được độ. Còn nếu như mà người ta chê mình mà người ta này kia mà mình giết rồi, mình nghỉ tu luôn là người ta độ mình. Còn bản thân mình cứ duy trì hoài lâu dài để từ từ mình độ người ta. Quý vị niệm Phật lễ Phật chứ bị độ người ta. Không cần nói với họ nhiều đâu, tại vì chưa đủ duyên. Vì cứ lo tu quý vị đi. Nhưng mà cái đặc biệt quý vị đừng có bị tiêu cực. Tu làm sao đừng có áp đặt họ, đừng có đem những văn tự cổ điển cho họ. Mà mình tu làm sao mà những văn tự mình đưa ra nó phù hợp cuộc sống. Rồi con người mình nó không có bị gọi là đi vào cổ điển quá thì người ta sẽ tiếp nhận mình à. Mình tu tu nhưng mà mình sống rất là phong phú, sống rất là đặc biệt, sống rất là vui vẻ và biết lối sống tuyệt vời, sống biết sống hưởng thụ bằng trí tuệ, bằng lý trí thì tức khắc người ta thích quý vị người tu liền. Còn nếu như không quý vị đi vào cổ điển nặng nề hoặc cái tình chấp buông xả bằng cách mù quáng là người ta không có tu thôi quý vị đâu. Nó mình tu làm sao mình niệm Phật làm sao mà mình ngồi chung với người ta, ta nói chuyện trên trời dưới đất mà mình ngồi mình khi mà mình cười cười nhưng mà trong tâm mình niệm Phật đó. Mình không có bị xa cách. Còn mình niệm Phật, mình xuyên niệm Phật mà mình gặp ta nói chuyện này chuyện kia, người ta cười, mình đứng lên mình nói những thứ nói chuyện tào lao. Thấy chưa, mình đi là đố mình độ người ta được. Tại vì trong cái cảnh đó mình chịu không nổi.
Mà trong khi mình là người niệm Phật, nó có chữ giác, mà chữ giác thì nó giải cái mê. Nhưng mà mình lại không áp dụng cái câu Phật hiệu trong cái lúc đó, thì bản thân mình tức tối mình bỏ đi, là mình không bao giờ độ được người ta 100% quý vị luôn. Như bây giờ Như Đức từng ở trong chùa cũng được, bây giờ Như Đức bước ra ngoài ở nhà người ta cũng được nè, không? Mọi vị biết ở nhà người ta mà xung quanh nhà người ta đông, thì những Đức nói với vị nghe cũng không đơn giản đâu quý vị, không dễ đâu đó. Từ một người tu hành ở trong chùa bước ra sống với xã hội không đơn giản, không dễ đâu đó. Ngày xưa sống ở ngoài đời là nó quá dễ, tại vì nó là theo cái lối sống như vậy là dễ rồi. Nhưng mà nó chịu vô ngôi nhà Tam Bảo 15 năm ở trong chùa, mà người có tiếng tâm nữa, khi mà bước ra ngoài mà sống với mọi người xã hội, mày nghĩ dễ không? Không dễ đâu. Nhưng mà những đứa vẫn còn cái cảm giác niệm Phật mà khuyên vị tu gì là đặc biệt lắm á, không dễ đâu đó. Đó nên từ nơi đó phải gầy dựng cái câu Phật hiệu này, gì nó thù thắng thì chúng ta mới xin tu. Nên mỗi ngày vị tu xong nghe những đứa nói chuyện chút gì đó, nhưng mà cái tâm cái tu hừng hực hực, chọn một pháp tu rồi hành trì cả đời nhất định thành tựu. À cứ nắm chắc cái cách tu này đi, cứ áp dụng hoài đi, áp dụng hoài luôn, nó dù sự cố gì cũng áp dụng niệm Phật đi. Mưa hay không mưa gì cũng niệm Phật đi, nắng hay mưa gì cũng niệm Phật đi, thương hay ghét gì cũng niệm Phật đi, cứ niệm Phật để vì sao thấy lợi ích 100% luôn. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.